hai ba con mực qua giveaway của Netflix căng cực. Một giải nhất, một bộ máy chiếu Netflix và một chiếc áo phông Spy Room. Một giải nhì, một loa Bluetooth Netflix và một chiếc áo Spy Room. Ba giải ba, các món đồ theo style những bộ phim siêu hot đến từ Netflix và một chiếc áo Spy Room. Các bạn sẽ chỉ cần: bước 1, subscribe kênh Spy Room Cine. Bước 2, share lại video của Spy Room Cine về Facebook cá nhân và nhớ để công khai. Bước 3, để lại con số may mắn từ 0 tới 9999. Tham gia ngay và nhận quà cùng chúng mình nào. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Kara Sainot. Hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Trong suốt cuộc đời, chúng ta dành khoảng 229.961 giờ, tương đương với 26 năm, gần 1/3 cuộc đời cho việc ngủ, và giấc mơ thường chiếm 1/4 thời gian đó. Giấc mơ thường được nhắc tới như một cánh cổng đưa ta vào vùng đất của tiềm thức, nơi những kỷ niệm và những ký ức bị chôn giấu hay là bỏ quên. Vì lý do đó, sự hứng thú lâu đời của con người đối với giấc mơ cũng được trải dài, từ những vùng đất màu mỡ của nền văn minh Lưỡng Hà cách đây hàng ngàn năm, cho tới nước Áo xinh đẹp, quê hương của nhà phân tâm học Sigmund Freud, đến tận bên trong những chiếc máy chụp và nghiên cứu não bộ hiện đại tân tiến nhất của thế kỷ 21. Vậy giấc mơ là gì và chúng đang nói với ta điều gì? Giấc mơ và cả ác mộng thường xuất hiện như thế nào? Giấc ngủ thông thường của chúng ta thường chia làm hai giai đoạn hay hai loại giấc ngủ. Đó là giấc ngủ mắt không chuyển động nhanh, non-REM, và giấc ngủ mắt chuyển động nhanh, REM, luân phiên nhau theo chu kỳ. Mỗi loại có những đặc điểm riêng biệt, bao gồm những khác biệt trong đầu tiên là sự thay đổi về sóng não, thứ hai là hoạt động của cơ bắp, và thứ ba là khả năng nhận thức của con người trong khi ngủ. Một giấc ngủ thường bắt đầu với thời gian ngắn của giai đoạn non-REM 1, phát triển qua giai đoạn 2, theo sau đó bởi giai đoạn 3, 4 và cuối cùng là giấc ngủ REM. Thông thường trong giấc ngủ REM, toàn bộ các cơ bắp trên cơ thể được não bộ đóng băng để ngăn ta hành động theo giấc mơ của mình. Nếu như ta vô tình tỉnh dậy trong giấc ngủ REM, việc nói, mở mắt hay di chuyển là không thể. Đây cũng chính là hiện tượng bóng đè. Tuy nhiên, giấc ngủ không dừng lại ở trạng thái REM trong suốt khoảng thời gian còn lại, mà thay vào đó là các chu kỳ lặp lại của các giấc ngủ non-REM từ 1 đến 4 và REM. Qua các chu kỳ giấc ngủ của một đêm, giấc ngủ non-REM sẽ ngày càng ngắn đi, còn giấc ngủ REM sẽ ngày càng dài ra. Vì vậy, những giấc mơ cũng xuất hiện nhiều hơn khi trời gần sáng và những chu kỳ giấc ngủ cuối cùng của buổi đêm. Giấc ngủ non-REM chiếm khoảng từ 70 đến 80% tổng thời gian cho giấc ngủ, và giấc ngủ REM chiếm 20 đến 25% còn lại. Giấc mơ có thể xảy ra trong giấc ngủ REM hoặc là non-REM. Trước đây, hầu hết các nhà khoa học chỉ nhắc đến giấc mơ như một phần của giấc ngủ REM. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng chúng ta có khả năng mơ trong giấc ngủ non-REM. Nhìn chung, giấc mơ REM dài hơn và có nội dung giống như một câu chuyện. Nội dung giấc ngủ REM thường kỳ lạ và sinh động, cũng như đi kèm với yếu tố cảm xúc. Ngược lại, những giấc mơ xảy ra trong giai đoạn non-REM thường giống với những suy nghĩ thông thường vào ban ngày và không có những hình ảnh rõ nét. Phần lớn mọi người có khả năng nhớ lại những giấc mơ từ giấc ngủ REM xảy ra định kỳ sau mỗi từ 90 đến 120 phút của giấc ngủ. Dựa vào độ dài của mỗi giai đoạn giấc ngủ REM mà giấc mơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và kéo dài từ vài phút đến nửa giờ. Tổng cộng, các chuyên gia về giấc ngủ ước tính rằng chúng ta dành khoảng 2 giờ để mơ mỗi đêm. Một số loại giấc mơ chính. Sau đây là 3 dạng giấc mơ chính thường gặp. Đầu tiên là giấc mơ sáng suốt, Lucid Dream. Giấc mơ mà ở đó ta biết mình đang mơ. Cũng giống như hầu hết các giấc mơ khác, nó thường xảy ra trong giấc ngủ REM. Hầu hết chúng ta ít khi gặp giấc mơ sáng suốt, mặc dù một vài nghiên cứu báo cáo rằng 55% con người trải qua nó ít nhất một lần ở trong đời. Bạn cũng có thể kiểm soát được giấc mơ của mình nếu như có sự luyện tập, đặc biệt là nếu bạn có xu hướng thường xuyên mơ hoặc là gặp ác mộng. 2. Giấc mơ tái diễn, Recurring Dreams. Giấc mơ tái diễn là những giấc mơ lặp lại nhiều hơn một lần. Chúng thường xuyên có nội dung về những cuộc đối đầu, bị rượt đuổi hay là bị ngã. Những giấc mơ tái diễn có thể là những giấc mơ trung tính hoặc là ác mộng. Nếu bạn có những cơn ác mộng tái diễn, chúng có thể đến từ vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn, việc sử dụng chất hoặc một vài loại thuốc nhất định nào đó. 3. Giấc mơ sống động, Vivid Dreams. Giấc mơ sống động gần như gắn liền với việc thức dậy trong giấc ngủ REM. Khi giấc mơ của bạn ở trạng thái sống động nhất và có thể được ghi nhớ nội dung dễ dàng.
Mặc dù chúng ta có thể coi bất kỳ giấc mơ nào chúng ta trải qua trong giấc ngủ REM là sống động, nhưng giấc mơ sống động ở đây dùng để mô tả một giấc mơ đặc biệt dữ dội mà chúng ta cảm thấy vô cùng chân thực, ngay cả khi chúng ta đã choàng tỉnh. 4. Ác mộng, Nightmares. Đây là những giấc mơ đem lại sự kinh hoàng. Chúng là hệ quả của những căng thẳng trong ngày, hoặc là thói quen ăn uống, hoặc những chấn thương tâm lý, hoặc là do những chứng rối loạn giấc ngủ khác. 5. Giấc mơ giả tỉnh, False Awakening Dreams. Đây chính là những giấc mơ khi ta tưởng như đã tỉnh dậy để đi vệ sinh, nhưng thực chất là ta vẫn đang kẹt ở trong giấc mộng. Những giấc mơ này khiến ta tưởng chừng như là mình đã tỉnh dậy. Hoạt động của não bộ ở trong giấc mơ. Khi mơ, suy nghĩ của chúng ta được sắp xếp theo một trật tự kỳ lạ và dường như là phi logic. Đôi khi là ngẫu nhiên, nhưng đôi khi lại liên quan đến những trải nghiệm được tổng hợp trong quãng thời gian mà chúng ta thức. Giấc mơ trực quan rõ nét thường xảy ra trong giấc ngủ REM. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, không phải tất cả các giấc mơ đều xảy ra trong giấc ngủ REM. Ví dụ như những cơn khiếp sợ trong đêm, Night Terror, lại thực sự xảy ra trong giấc ngủ non-REM. Ta thường nghĩ rằng, khi ta ngủ, não bộ được nghỉ ngơi và tạm ngừng hoạt động. Nhưng mà trên thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Trong giấc ngủ REM, khi các cơ đã được não bộ làm cho tê liệt để tránh cơ thể chạy theo những giấc mơ, thì một số bộ phận của não lại hoạt động mạnh mẽ hơn ngay cả khi ta còn thức. Sóng não đo được ở các giai đoạn REM có những đặc điểm gần giống với sóng não đo được khi chúng ta tỉnh táo. Có một số lý thuyết cho rằng chính những hoạt động ngẫu nhiên của não bộ khi chúng ta ngủ là nguyên nhân sinh học của những giấc mơ. Đặc biệt hơn cả, các nhà khoa học tại Viện Tâm thần học Max Planck tại Đức đã chỉ ra rằng sự khác biệt trong mức độ hoạt động của vùng não đảm nhận trách nhiệm tư duy logic, đánh giá và lên kế hoạch, vỏ não trước trán, và một phần của vùng não đa nhiệm, vùng tiểu thùy bốn cạnh thuộc thùy đỉnh, là sự khác biệt chính yếu ở não bộ giữa những giấc mơ thông thường và giấc mơ sáng suốt, lucid dream. Các nhà khoa học này cũng cho rằng những hoạt động khác thường ở hai vùng não cũng chính là nguyên nhân vì sao ta lại ý thức về bản thân và nhận ra rằng mình đang mơ khi đang ở trong giấc mơ sáng suốt, còn trong giấc mơ thông thường thì không. Đó là một vài thông tin căn bản về giấc mơ. Vậy ý nghĩa của những giấc mơ là gì? Những góc nhìn khác nhau về tâm lý học nói gì về giấc mơ? Bạn hãy đón chờ phần 2 của bài viết nhé. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn thấy nội dung của bài viết này như thế nào? Và các bạn có thích cái cách làm video mới của chúng mình không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!